mà nói ấn tượng thì thật ra bài nào cũng ấn tượng hết. Nhưng mà nếu nói về nhất là tổ chức những hoạt động ở trong cộng đồng. Thân tin chắc rằng là thông qua những cái công cụ này, đó chính là cái cơ hội để giúp cho nhà phân phối Amway cũng như công ty Amway kết nối rất nhiều những người tiêu dùng ngoài kia rất là tiềm năng để bước vào Amway thông qua những cái cộng đồng và biết đến những cái giá trị kiến thức và tiếp cận những giải pháp sản phẩm cũng như là cơ hội kinh doanh của Amway. Đó là một cái chương trình bài bản, dài hơi, giúp cho nhà phân phối chuyển đổi cái kinh doanh của mình lên một tầm cao mới. Đăng ký khóa học phát triển cộng đồng Câu Chuồng ngay.